Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kể từ ngày chúng ta xưng Giê-xu là Chúa, là chủ của đời sống mình, thì chúng ta được đặt trong một cái vị trí đối đầu với những thế lực gian ác trên toàn thể vũ trụ này. Cuộc chiến tâm linh không chỉ là đuổi quỷ, không phải là cột trói ma quỷ, không. Cuộc chiến tâm linh là một cuộc chiến chống lại tất cả những gì không đến từ Đức Chúa Trời. Văn hóa, truyền thống, lối sống, không ạ? Những sự giáo dục, truyền thông, tất tần tật và điều ác đã xây dựng lên trên trái đất này hàng ngàn năm qua. Và con người chúng ta khi đã bước từ bóng tối ra khỏi bóng tối, bước vào sự sáng, thì chúng ta được đặt vào cái vị trí là chúng ta phải mỗi ngày chiến đấu để chống lại những sự ảnh hưởng đó trên cái đời sống của mình. Bởi vậy cho nên trong OC chương 4 câu 6 nói dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết. Nếu chúng ta thiếu sự thông biết thì chúng ta sẽ thua trong trận chiến này là điều chắc rồi. Nhưng mà anh chị em ơi, cái kiến thức không cũng chưa đủ. Kiến thức không cũng chưa đủ. Nó đòi hỏi một cái sự khác nữa. Hôm qua tôi với con gái của tôi đi cửa hàng để mua một số thứ. Thì lúc chiều rồi đó, lúc gần về là tôi bảo con gái tôi, con ơi, đi ra chỗ kia mua một hộp sữa về để mình uống, và mua đúng cái nhãn hiệu đó đó, nó có cái chữ xanh chữ đỏ, cái đó là ngon đấy con. Xong rồi con gái tao bảo để con chạy đi lấy. Thì khi mà nó chạy ra cái quầy đó, nó đang lựa thì có một cái cô mà giới thiệu sản phẩm đến nói với nó, bảo đừng mua cái đó, mua cái này nè. Xong rồi con gái tao hỏi thế sao phải mua cái này, thì cô đã nói là cái này mới đúng, là đây là sữa từ bò ăn cỏ nè. Xong con gái tôi mua về, xong tôi ngạc nhiên, tôi sao con không mua cái kia, mua cái này chứ, cái này nhãn hiệu mới mình có biết đâu. Con gái tôi nói không ba, cô ấy nói là đây mới sữa từ bò ăn cỏ. Bò nào bò không ăn cỏ, mà sao con lại nghe như vậy được? Không ạ anh chị em, đôi khi cái kiến thức không á chưa đủ, mà đòi hỏi chúng ta còn phải tỉnh thức nữa. Không tỉnh thức nữa. Cho nên ở đây tôi tin rằng con gái tôi biết là bò nó ăn cỏ, chứ bò không ăn cỏ bao giờ đâu. Nhưng mà tại sao lại cứ nghe lời cô đó mua hộp này mà không mua hộp kia? Bởi vì thiếu tỉnh thức. Thiếu tỉnh thức. Và cuộc sống tâm linh chúng ta đôi khi cũng vậy. Chúng ta biết rành đó, lời Chúa nói vậy đó, mà đôi khi ngã vẫn cứ ngã. Có phải không anh chị em? Đó là vấn đề. Đó là vấn đề à. Cho nên tôi cứ cười mãi từ hôm qua đến giờ. Tôi nói không hiểu sao mà con gái tôi lại tin là sữa này từ bò ăn cỏ là nó tốt. Không hiểu. Nghĩ rất buồn cười, nghĩ không ra. Và tôi mới nghĩ tôi học được bài học. Hóa ra Chúa ơi, trong cuộc sống này phải tỉnh thức. Hèn chi Chúa Giê-xu mới dạy là các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện thì mới thoát được. Tỉnh thức. Và Satan nó lừa chúng ta bằng những cái cách khi chúng ta không tỉnh thức, khi chúng ta không để ý, khi chúng ta không có chủ tâm vào một điều gì đó. Mặc dù kiến thức chúng ta đầy đầu, chúng ta học tốt nghiệp trường này trường nọ, Kinh Thánh chúng ta đọc mỗi ngày, mà sai lầm vẫn cứ sai lầm. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi sẽ lấy một cái chủ đề rất là đơn giản là Chúa bảo vệ chúng ta bằng cách nào? Không ạ? Chúng ta hay nói rằng Chúa bảo vệ mình, nhưng tôi muốn chia sẻ với hội thánh là chúng ta đi sâu hơn ngày hôm nay. Thế Chúa bảo vệ chúng ta bằng cách nào? Bằng cách gì? Mình không thấy Chúa. Chúa cũng chẳng sai hai vệ sĩ vác súng đồ đi bên cạnh để bảo vệ mình. Chúa cũng không có làm chuyện đó. Nhưng mà mình thì hay tin rằng ôi Chúa bảo vệ, cứ đi Chúa bảo vệ, cứ làm Chúa bảo vệ. không sao đâu, phải không ạ? Nhưng mà đôi khi có thể là chúng ta không có biết rõ Chúa bảo vệ bằng một cách gì. Và hôm nay tôi hy vọng rằng mình dùng lời của Chúa để cho anh em mình được có cái đức tin vào điều này. Đó là Chúa luôn bảo vệ mình. Và bằng cách gì để mình bước đi trong sự bảo vệ đó. Bước đi. Đây là một sự tỉnh thức để cho chúng ta hiểu, chúng ta đừng có để cho ma quỷ lừa mình bằng cách là chúng ta sử dụng cái vũ khí này để mà mình được đứng vững trong cái cuộc sống này, không để cho ma quỷ nó lừa, vì ma quỷ là kẻ lừa dối mà. Cho nên đề tài chúng ta hôm nay là chúng ta Chúa bảo vệ mình bằng cách gì, không ạ? Mở đầu thì tôi sẽ đọc cho anh em nghe câu Kinh Thánh trong Ê sai chương 4 câu 5 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu Kinh Thánh này. Ê sai chương 4 câu 5. Ê sai chương 4 câu 5. Tôi xin khởi sự đọc và anh chị em cùng lắng nghe. Trên khắp núi Si-ôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Che cả sự vinh hiển. Ê sai chương 4 câu 5, đây là đang nói về núi Si-ôn và các hội. Khi nói về núi Si-ôn và các hội đó thì chúng ta hãy hiểu rằng đó là hội thánh của Chúa. Đó là nhà của Chúa. Đó là ngôi nhà thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nếu mình mà trong ngôn ngữ ngày hôm nay đó thì núi Si-ôn và các hội đó chính là các hội thánh của Ngài. Hội thánh có sự vinh hiển của Ngài, có sự hiện diện của Ngài, có sự bao phủ của Ngài. Thì lời hứa của Chúa nói rằng là Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày, một ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì có một cái màn che cái sự vinh hiển. Nếu như chúng ta đọc nhiều bản dịch khác, chúng ta sẽ thấy đám mây bọc khói này là chính là một cái đám mây nó che phủ. Anh em đi trời nắng mà thấy đám mây nó che mặt trời, mình thấy rất là mát. Đó là một hình ảnh ha. Còn ngọn lửa soi sáng á, thì đây là một cái đám khói mà có lửa. Một cái đám khói mà nó có lửa bên trong. Đám khói có lửa bên trong. Tức là ban đêm mà mình thấy một cái đám khói mà lửa nó sáng ra, nó soi sáng đường tất cả mọi thứ. Rồi một cái mái che, một cái mái che cả sự vinh hiển. Đây là nói về một cái quầng hào quang sáng rực, chiếu sáng trên cái hội của Ngài, những con người của Ngài. Đây là hình ảnh trong thế giới thuộc linh. Ở trong linh, hội thánh của Chúa và mỗi một chúng ta, đúng không ạ? Là hội thánh là Si-ôn rất biệt riêng, mỗi một chúng ta là đền thờ rất biệt riêng của Chúa. Và chúng ta có được ba cái sự này liên tục hiện diện ở trong hội thánh, ở trên đời sống cá nhân, ở trong gia đình những người yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi gọi này là cái sự vinh quang của Chúa được khai phóng trong cái thời kỳ cuối. Vinh quang này chỉ được khai phóng trong thời kỳ mà tội lỗi được tha thứ. Khi mà những sự gian ác trên thế giới này được rửa sạch bởi huyết của con Ngài, thì sự vinh quang này một lần nữa tái lập lại. Cái sự vinh quang bị đánh mất ở Adam Eva thì bây giờ được tái lập lại. Và sự vinh quang này bao trùm, sự bảo vệ này bao trùm để khiến cho hội thánh và con cái của Ngài được một cái sự chăm sóc rất là đặc biệt mà không một thứ dân nào trên đất này có được. Không bao giờ có được. Chỉ có con cái của Chúa mới có được. Cho nên ở đây, khi mà mình sống dưới cái bóng vinh quang này, thì anh chị em sẽ đọc tiếp câu số 6 ha. Sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi nấp đụt cho khỏi gió táp mưa sa. Câu 6 là bắt đầu nói về cái ích lợi của ba cái thứ mà Đức Chúa Trời đã định trên hội thánh của Ngài. Nó làm gì ạ? Cái trại để che nắng ban ngày và dùng làm nơi núp đục cho khỏi gió táp mưa sa. Cái từ ở trong đây là cái từ, có cái từ thiêu đốt không ạ? Tránh nắng á, Cái từ thiêu đốn này nếu mà mình tra ra, mình thấy cái hiểu cái nghĩa là như thế này. Thiêu đốn này là nó làm cho mình tuyệt vọng, hoang vắng, cô đơn và ngã lòng. Cái từ thiêu đốn này nó có nghĩa như vậy. Cho nên về mặt thuộc linh, mình hiểu rằng trong cuộc đời này có những lúc mình đi với Chúa và mình cảm thấy rất cô đơn, rất nản lòng, rất tuyệt vọng, thì là mình biết là mình đang bị thiêu đốt, đang bị thiêu đốt bởi cái quyền lực của thế giới gian ác. Thiêu đốt này không có nghĩa là nó lấy đèn pin nó chiếu vào người mình, hay nó lấy đèn laser chiếu vào người mình, không. Đây là quyền lực, đây là quyền lực. Và nếu như anh chị em cảm nhận được trong cuộc đời sống tâm linh của mình, tự nhiên bất chợt bất thình lình mình thấy cuộc đời mình tuyệt vọng, tự nhiên bất thình lình mình thấy sao mà nó hoang vắng, nó trống rãi trong tấm lòng, cô đơn trong tấm lòng, buồn bã trong tấm lòng và cứ muốn sa ngã, thì anh em biết rằng kẻ thù đang thiêu đốt anh chị em. Và Chúa hứa rằng cái màn che này đó, cái trại này đó, là cái trại vinh hiển đó đó, nó phủ trên anh em, làm cho cái sự thiêu đốt của kẻ thù không chiếu rọi vào được. Cho nên khi mình bước đi dưới cái bóng vinh quang này, mình sẽ được rất là an ninh, cực kỳ an ninh, an ninh. Đây là nói về nghĩa thuộc linh nha anh chị em. Cho nên tôi muốn rằng Chúa Thánh Linh giờ này khai mở chúng ta, để chúng ta biết rằng anh chị em mình đang ở dưới cái bóng che chở đó. Rõ ràng mỗi một anh em là những người tin cậy Chúa, là những người tiếp nhận Chúa Giê-xu vào người mình, làm Chúa đời sống mình, tái sanh và được đổ đầy Thánh Linh. Thì anh em hãy tin đi, có một cái bóng vinh hiển đang che trên anh em, che xung quanh, và kẻ thù không bao giờ có thể chiếu cái ánh nắng thiêu đốt của nó. Tức là nếu anh chị em sống đầy dẫy Thánh Linh, nghĩa là sự vinh hiển anh bao bọc anh em, thì không bao giờ anh em tuyệt vọng, bất an hay là cảm thấy cô đơn trống vắng, không bao giờ. Cho nên tôi rất là nghi ngờ nhiều con cái của Chúa nói rằng: ôi sao tôi nản lòng quá, sao tôi tuyệt vọng quá, sao tôi cảm thấy là không còn sức sống quá. Anh em ạ, hãy xem lại rằng mình có đầy dẫy Thánh Linh không, mình có ở trong Chúa không, hay là mình đã bước ra ngoài rồi. Nếu anh em bước ra ngoài, anh em sẽ bị nó thiêu đốt, mặt trời đó thiêu đốt. Anh em tưởng tượng đây là cái nhà, ngoài kia nắng chiếu, anh em bước ra khỏi cái nhà, mặt trời sẽ thiêu đốt anh chị. Cho nên đời sống của chúng ta an ninh khi mình được ở luôn trong cái đám mây vinh hiển đó, trong cái đám khói bọc lửa đó, trong cái vầng hào quang chiếu trên anh em. Anh em biết rằng anh em có cái hào quang đấy, cái hào quang. Có điều Chúa chưa mở mắt anh em để anh em thấy thôi, nhưng mà thực tế anh em có hào quang nếu anh em được đầy dẫy Thánh Linh, anh em sống trong Thánh Linh. Anh em thấy các tôn giáo khác không? Người ta vẽ cái giáo chủ của họ đó, không à? Xung quanh đầu có cái gì? Hào quang chiếu chiếu chiếu, không à? Nhưng đó là họ tưởng tượng thôi, chứ không có hào quang, đúng không? Làm màu lên cho nó vinh quang thôi, chứ thật ra không có. Mình mới có, con cái Chúa mới có. Con cái Đức Chúa Trời khi được tái tạo, khi được dựng lại nguyên bản cái lúc mà Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, thì họ có hào quang, hào quang chiếu xung quanh. Cho nên anh em đọc Sáng thế ký, anh em sẽ thấy Adam Eva trần truồng nhưng không xấu hổ. Trần truồng nhưng mà hai người không xấu hổ. Vì sao họ không xấu hổ? Vì họ không nhìn thấy được cơ thể của họ, không nhìn thấy được. Họ chỉ thấy cơ thể của họ tỏ ra những ánh hào quang sáng loe, họ chỉ thấy được vậy thôi. Cho nên họ không biết xấu hổ là gì cả. Họ bước đi trong vinh quang đó, bước đi trong hào quang đó, không cần phải quần áo gì cả. Hào quang của Đức Chúa Trời là quần áo của họ. Cái đó Kinh Thánh gọi là vinh hiển của Chúa. Và câu Kinh Thánh thuộc lòng mà anh chị em vừa đọc đó, không ạ, nó mô tả cái điều này. Nó mô tả cái sự tạo dựng, tái tạo dựng của Đức Chúa Trời trong thời kỳ Tân Ước cho mỗi một con người, để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời một lần nữa được chiếu sáng ra trong linh anh chị em. Tại sao thân thể này nó không chiếu sáng như Adam Eva chứ? Bởi vì thân thể này còn tội lỗi, nó chưa được cứu. Nhưng linh anh em được cứu rồi. Thân thể này đang chờ ngày Chúa Giê-xu tái lâm để ban cho anh em một thân thể vinh hiển, và lúc đó nó cũng chiếu sáng. Một lần nữa lại chiếu sáng. Và chính hào quang đó khiến cho anh em được an ninh, không điều gì đụng vào được. Em thấy khi ông Môi-se đó, ông lên núi ông ở với Chúa 80 ngày. Và khi ông xuống thì mặt của ông sao anh chị em? Chiếu sáng. Và người ta nhìn vào không nhìn được, như mặt trời gì nó không nhìn được, và ông phải lấy cái màn ông che lại. Nhưng cái vinh quang đó là tạm thôi. Vinh quang đó là tạm cho Môi-se, để Môi-se ban luật pháp và hướng dẫn dân Israel thôi. Môi-se không có cái vinh quang đó cả đời. Một thời gian là nó lụi dần, yếu dần và nó tắt đi. Nhưng anh chị em à, vinh quang ngày hôm nay ở trên anh em, hào quang ở trên anh em là đời đời, không bao giờ tắt. Và tôi muốn anh em hãy tin điều đó, hãy biết rằng mình có điều đó, và hãy nói với Chúa rằng cảm ơn Ngài, con có hào quang của Ngài, con có vinh quang của Ngài, con có sự sáng của Ngài, và sự sáng đó đang chiếu ra xung quanh linh của con. Con bước đi tới đâu thì hào quang đó đụng tới đó, chiếu sáng tới đó, chói sáng tới đó. Đấy là một điều mầu nhiệm mà tôi muốn anh chị em hãy lãnh hội. Bây giờ chúng ta đến Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 10 đó, để chúng ta thấy được một chút nữa ở trong cái sống trong cái sự bảo vệ của Chúa như thế nào. Trong Thi Thiên 91, tôi đọc anh chị em nghe nha. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hoặc sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi nhờ cậy Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại của ngươi. Thi Thiên 91 lột tả được về mặt thuộc linh rằng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta ở dưới bóng cánh và trại của Ngài, dưới mái che của Ngài. Anh chị em đang ở dưới mái che của Ngài. Có một đám mây vinh hiển đang bao phủ anh em, che chở anh em mỗi ngày, cả ban đêm lẫn ban ngày, và không điều gì có thể đến gần anh chị em được. Không điều tai hại nào có thể đến gần anh chị em được. Không một mũi tên độc nào của kẻ thù có thể bắn anh chị em được. Hay là không có bất cứ một mưu kế nào mà dựng lên để chống lại anh em mà được thành công. Đó là điều mà Chúa hứa với mỗi một chúng ta. Bởi đức tin mình nhận điều đó thôi. Bởi đức tin mình luôn luôn nói với Chúa rằng con đang ở trong cái vinh quang của Ngài, và con luôn được an ninh. Khi anh chị em đi đường hãy nói điều này. Khi anh chị em đi du lịch hãy nói điều này. Khi anh em đi đến đâu, ở chỗ nào xa lạ hãy nói điều này. Hãy công bố điều này. Anh chị em ơi, bởi đức tin anh chị em khai phóng cái điều này ra, và bóng che vinh quang của Ngài đến, và anh em được an toàn. Đó là sự thật. Tôi đã kinh nghiệm nhiều lần Chúa cứu tôi qua cái kinh nghiệm, cái kiến thức này. Vì mình biết rằng Chúa luôn đi cùng mình, và Ngài dùng cái khiên và cái che chở vinh quang của Ngài để bảo vệ mình, cho nên sẽ chẳng có tai họa nào xảy đến đó. Năm 2014 Có một lần tôi đi giảng lời Chúa ở dưới miền Tây về, và tôi đi qua cái vùng Hậu Giang đó. Thì cái đường nó nhỏ lắm, đường miền Tây nó không có lớn. Và phía trước tôi là có một cái xe container dài, nó đi tốc độ thì khoảng chừng 50 cây số giờ thôi. Nó đi chậm lắm vì nó nặng. Còn tôi thì lái chiếc xe 4 chỗ đằng sau đi, chở thêm 2-3 người nữa, có vợ tôi cùng với 3 người nữa. 3 người đó thì ngủ mất, tôi một mình lái như thế này. Và đi sau chiếc xe dài đó thì nó rất là khó chịu, bởi vì là nó chạy chậm quá. Mình thì muốn vượt lên, mà chiếc xe đó thì nó dài lắm anh chị em, nó rất là dài, cho nên là không thể vượt, là muốn vượt là vượt, cho nên mình phải ngó nghiêng thôi. Và đến cái đoạn mà tôi cảm thấy là có thể vượt được rồi thì tôi mới đánh xi nhan qua bên đây để tôi vượt lên, và tôi tăng tốc rất là nhanh. Nói chung đạp ga hết cỡ để vượt qua cái chiếc này. Thì anh chị em biết điều gì không? Khi đi giữa xe container thôi thì một cái ông đi xe máy ở trong, ông phóng ra ngay đầu xe. Tôi nói thôi kiểu này là tiêu rồi. Lúc đó tôi hoảng lên, tôi nói ôi Chúa ơi cứu con, mắt tôi nhắm lại. Thì sao tôi vừa qua là tôi nhìn thấy ông ở bên vệ đường, ông đứng bên đó. Đến tận ngày hôm nay tôi không hiểu tại sao luôn, tôi không giải thích được điều này luôn đó. Anh em tưởng tượng tôi chạy như này thì ông từ trong hẻm ông phóng ra như này. Nhưng sao tôi qua rồi tôi nói sao, tôi nhắm mắt lại tôi lái luôn, thì ông đứng xe máy ông bên vệ đường. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi lái chạy về nhà luôn. Tôi cảm ơn Chúa. Cho nên cái sự bảo vệ của Ngài luôn luôn ứng trực, bao quanh xe mình, bao quanh mình, và không một điều gì có thể đụng vào. Mà nếu chắc có lẽ nếu Chúa mở mắt là có thể ông đang tấp vô cái đó, gặp cái màn cản, cái nó tống ông ra bãi cỏ ông đứng vậy. Có thể lắm anh chị, đúng không? Vì xung quanh đi xe đang bao bọc rồi, đâu có đụng vào xe mình được. Cho nên ông chạy ra, lẽ ra ông bị xe cán, nhưng mà ông dội ra ông đứng vào lề đường. Đến tận ngày hôm nay là 6 năm rồi, tôi không giải thích được hiện tượng này nó như thế nào. Đó là lần thứ nhất, sự bảo vệ của Chúa anh chị em ạ, rất siêu nhiên. Một lần nữa, cách đây cũng khá lâu, chắc cũng phải 5 năm, thì tôi đi giảng lời Chúa Bình Dương, tôi về tối lắm, khoảng 10 giờ đêm rồi mới về. Thì cũng lái xe hồi đó chưa bán xe mà vẫn còn, nên đi nhiều, giờ hết đi rồi. Giờ ít đi, không đi nữa, ở nhà thôi. Đó thì tôi lái xe về lúc 10 giờ thì chạy đến cái ngã tư anh chị em. Thì đang chạy ngon trớn bình thường đó, thì tôi nghe cái tiếng xe máy mà anh chị em biết cái tiếng đua xe là anh chị em biết ban đêm rồi đó, nó đua xe đó, rít hết ga như thế này, đâm tài nhức óc. Và ngay lúc đó thì tôi thấy là nó đã đến trước đầu xe rồi, đến trước đầu xe. Và tôi đạp phanh một cái, đùng một cái, xe đang chạy như vậy anh chị em. Tôi kêu ôi Chúa ơi, bảo vệ con, đạp phanh một cái. Anh chị em tưởng được không? Xe nó đứng yên và nó không nhích thêm 1 cm nào nữa. Không nhích thêm 1 cm nào nữa. Nếu nó nhích thêm thì nó sẽ tung vào cái người đó. Và đến hôm nay tôi cũng không giải thích được tại sao khi mình đạp phanh một chiếc xe thật cấp mà xe đó không lết thêm một đoạn nào, thì tôi cũng không hiểu, không giải thích được điều này. Đó là những điều mà Chúa bảo vệ. Khi chúng ta đi, khi chúng ta ý thức được rằng mình ở trong sự bảo vệ của Chúa, ở trong màn che của Ngài, trong trụ lửa trụ mây của Ngài, trong cái vòng hào quang của Ngài, thì khi danh của Ngài được hô lên, tất cả được bao bọc xung quanh anh em, không gì động được, không gì động được. Đó là sự thật. Tôi muốn chia sẻ để cho anh em tin điều này và anh em ứng dụng nó trong đời sống của mình. Khi anh em đi đường có thể tai nạn chẳng hạn, có thể lắm chứ, có thể cả một cái xe buýt có thể lật chết tất cả, nhưng mà anh em không sao. Đó là chuyện có thể xảy ra. Chúa bảo vệ anh em, Chúa đặt anh em vào trong một chiếc lồng, tôi gọi đó là lồng vinh quang của Chúa, và không điều gì có thể làm bóp méo chiếc lồng đã được. Anh em sẽ được an toàn, an toàn trong thế gian này. Trong thế gian có hoạn nạn, nhưng Chúa Giê-xu kêu với Cha rằng Cha ơi, con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng hãy bảo vệ họ khỏi điều ác. Đó là lời Chúa Giê-xu cầu xin trong Giăng 17. Cho nên chị em, sống giữa thế gian đầy cạm bẫy, đầy những cái sự gian ác, đầy những cái mưu hèn kế bẩn mà Satan lập lên để hủy diệt anh chị em, để hủy diệt những người phục vụ Chúa, để hủy diệt những người những đầy tớ của Chúa. Nó có thể gây tai nạn, nó có thể gây máy bay rơi, nó có thể gây ra những cái điều nọ điều kia mà anh chị em không tưởng tượng được đâu. Nhưng anh em à, khi mình sống trong vinh quang của Ngài, sự bảo vệ của Ngài, anh em được an ninh. Satan không thể động được vào da thịt anh chị em được. Đó là sự thật mà tôi thấy. Còn sự chữa lành ở trong cái vinh quang này của Chúa nữa, ở trên anh em, ở trong anh em có điều đó. Tôi muốn anh em hôm nay nghe bài giảng này và anh em thực hành nó. Thực hành nó. Tôi đọc anh chị em nghe một câu Kinh Thánh ở trong Malachi chương 4 câu 2 nha. Mình hiểu và mình thực hành thì mình sẽ được ích lợi. Dạ. Malachi chương 4 câu 2 như thế này. Tôi đọc anh chị em nghe. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các người sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuột. Anh em thấy không? Anh em là người công bình, kính sợ danh Chúa, thì Chúa hứa rằng mặt trời công bình mọc cho anh em. Mặt trời đó là vinh quang của Chúa, mặt trời đó là sự bảo vệ của Chúa, mặt trời đó là quyền phép của Chúa mọc lên trên anh em. Anh em có hào quang, và trong bóng cánh của nó, trong tia sáng của nó có sự chữa lành. Cái này tôi cũng thử nghiệm rồi, thử nghiệm hết. Cái gì mà Kinh Thánh nói anh em phải tập thử nghiệm. Có lần con trai tôi nó ngồi dưới kia nè, nó đi đâu về không biết mà nó bị lỡ, đúng không? Nó cái gì cứ nổi mụn lên rồi bắt đầu nước xì ra, mà đi mua kem về tha nó không khô, mà nó còn lan đủ thứ hết. Nó mà bôi kem các kiểu. Tôi nói thôi con, lại đây Chúa chữa lành cho con. Mà tôi cũng không dám đụng vào nó, đụng lây sao? Đụng lây. Nó nói con ngồi đã, đưa cái tay ra đây. Và bắt đầu mình để cái tay mình như thế này. Và mình nói, mình dùng cái bóng á, cái bóng của cái tay á, mình hơ lên cái tay của nó, hơ lên trong danh Giê-xu. Ta khai phóng vinh quang của Đức Chúa Trời và ta công bố sự chữa lành. Vì Kinh Thánh chép trong Ma-la-chi rằng trong tia sáng nó có sự chữa lành. Ta nói rằng bệnh ngòi da này, lở loét này phải lành. Anh em biết điều gì xảy ra không? Sáng hôm sau khô luôn. Tôi muốn anh em thử điều đó. Rất siêu nhiên. Cho nên Kinh Thánh chép rằng trong chương 5 rằng khi Phi-rơ đi xuống đường, bóng của ông che người bệnh, thì người bệnh sao anh chị? Trong anh em có cái tia hào quang của sự chữa lành. Không phải chỉ tôi có, anh em có, tất cả mọi người công bình kính sợ Chúa đều có. Tôi muốn anh em thử nghiệm điều này. Rất siêu nhiên luôn, cực kỳ siêu nhiên. Và đây là ân điển Chúa ban cho mỗi một anh em mình để được sự bảo vệ. Bảo vệ con mình, vợ mình, gia đình mình khỏi bệnh tật. Tại vì trong anh em có hào quang chiếu ra. Anh em đi lại trong nhà anh em, bệnh nào nó vô nhà anh em được? Không thể. Anh em cầu nguyện, anh em soi rọi những cái tia hào quang đó và bệnh tật biến mất. Anh em bước đi trong sức khỏe siêu nhiên. Bởi vì con của Đức Chúa Trời là có hào quang chữa lành của Chúa. Anh em hãy tin đi. Anh em hãy tin đi. Và anh em trở thành một đạo binh để Đức Chúa Trời sử dụng và chiếu rọi ánh sáng chữa lành của Ngài cho người khác. Amen. Tôi muốn anh em không chỉ nghe mà hãy thực hành nữa. Amen. Về nhà thực hành. Thực hành liền. Dù con cái anh em bệnh nó ghẻ chóc gì đó, anh em lấy cái tay giơ lên, giờ phải chiếu ánh sáng hào quang vào, chiếu sự chữa lành vào. Và tôi công bố con được lành, bệnh này được lành. Bởi Kinh Thánh chép như thế trong Ma-la-chi chương 4 câu 2. Anh em sẽ coi con anh em lành coi. Lành hết. Đó là sự thật. Rất là màu nhiệm siêu nhiên nha anh chị em. Cho nên ở đây nè, Nó có một cái điều rất là lạ lùng là đôi khi con cái Chúa thì thích rằng là ôi Chúa ơi, chữa bệnh cho con, hay là đầy tới Đức Chúa Trời ơi, đặt tay chữa lành cho con. Dĩ nhiên điều đó là mình cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng ta cái cơ hội để được đặt tay, được chữa lành. Nhưng anh em biết điều tốt hơn là gì không? Điều tốt hơn là anh em sống trong sức khỏe siêu nhiên của Chúa, liên tục khỏe, không bao giờ bệnh. Chúa muốn anh chị em bước đi trong vinh quang đó, bước đi trong sự sáng chữa lành, bước đi trong tia sáng chữa lành đó. Và cả năm anh chị em chẳng thấy đau yếu gì mà đến nỗi phải đi bệnh viện cả. Đó là ý muốn cuối cùng của Ngài. Anh em thấy Chúa Giê-xu không? Có bao giờ Chúa Giê-xu nói là thôi hôm nay ta đau đầu quá, nghỉ giảng đạo một bữa? Có tìm câu nào trong đó không? Nó bảo thôi hôm nay ta bị cảm rồi, cho nên thôi đám đông giải tán đi, 7.000 người đi về nhà hết rồi, rồi ngày sau ta hết cảm mà ta giảng tiếp. Chúa có nói câu đó? 3 năm rưỡi Chúa giảng đạo mà không bao giờ bị bệnh một ngày nào. Trong khi á, ngủ cũng có thời giờ để ngủ, ăn cũng có thời giờ để ăn, mà Chúa vẫn khỏe mạnh như thường. Đây tôi gọi là sức khỏe siêu nhiên. Tôi đã kinh nghiệm điều này trong vài lần đi giảng đạo phương xa rồi. Tại vì những thời gian từ năm 2012 đến 2018 tôi đi nhiều lắm, rất là nhiều, hầu như ngày nào cũng đi. Và có một lần anh em tưởng tượng như thế này nè, và tôi biết là siêu nhiên. Có một lần người ta mời xuống Cà Mau để giảng lời Chúa, một mình tôi đi thôi. Từ Sài Gòn đến Cà Mau là 400 cây số. Tôi lái xe một mình xuống, đi một hơi luôn. Dĩ nhiên là có nghỉ một vài chặng trong cái để uống nước nghỉ, đi một hơi xuống. Vừa xuống xong, tôi tưởng đâu là ở dưới đó sẽ thôi sắp xếp cho mục sư nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chiến. Đó, tưởng như thế. Nhưng họ nói không mục sư ơi, tất cả anh em đang đợi hết rồi, nói ngồi sẵn hết rồi. Rồi tôi vô tôi làm luôn 3 ngày trời như vậy. Lái xe xong, giảng đạo, cầu nguyện, tất cả làm tuốt luôn hết, từ ngày nọ đến ngày kia. Xong xuôi mà sao tôi thấy người tôi không mệt tí nào, không mệt tí nào. Sau đó, sau kết thúc 3 ngày lái xe ngược trở lại Sài Gòn, lúc đó mới mệt. Lúc đó mới thấy tắm mệt. Trong cái lúc mà mình đi trong cái sự thêm sức của Ngài, trong cái sự sai phái của Ngài, trong cái sự vinh hiển của Ngài, tôi nói anh chị em có sức khỏe siêu nhiên, rất siêu nhiên luôn. Cho nên tôi muốn nói điều này để khích lệ anh chị em, không những được chữa lành, không những được cầu nguyện chữa lành hay xin Chúa chữa lành, nhưng tôi khích lệ anh em đi thêm một bước nữa, đó là đi trong sức khỏe siêu nhiên của Đức Chúa Trời, bằng cách liên tục khai phóng những cái ánh sáng chữa lành của Chúa vốn có bên trong mình. Mặt trời công bình mọc ở trên anh em. Anh em có mặt trời đó, anh em có sự sáng đó. Bây giờ anh em chỉ chiếu ra thôi. Anh em nói rằng lạy Cha, con khai phóng ánh sáng chữa lành của Ngài trên thân thể con, trên gan con, trên thận con, trên xương con, trên máu con, trên đầu con, trên tay, trên chân. Con được khỏe mạnh. Con khai phóng nó trên con, con chiếu nó trên con được khỏe mạnh. Anh em hãy cầu nguyện như vậy. Đó là cách để cho chúng ta mỗi ngày bước đi trong sức khỏe siêu nhiên của Chúa. Anh em thấy TV Joshua ông hay dạy hội chúng cầu nguyện á. Ông nói hãy nói cho gan anh em khỏe, hãy nói cho máu anh em khỏe, hãy nói cho xương anh em phải phục hồi, hãy ra lệnh cho nó phục hồi, hãy ra lệnh cho nó làm việc. Đó là cách. Vì miệng anh em khi anh em nói, anh em khai phóng cái năng quyền đó vốn có bên trong, khai phóng ra, chiếu ra. Giống như đèn pin, anh em không bật lên nó không bao giờ sáng. Hãy bật nó lên, bật công tắc lên. Đó là cách. Cho nên cái điều khích lệ ở đây là chúng ta hãy liên tục sống dưới cái bóng cánh, cái bóng cánh quyền năng này. Hãy liên tục. Ở trong Công vụ chương 17 câu 28 đó, có nói cho chúng ta một cái câu Kinh Thánh rất là hay. Công vụ chương 17 câu 28, tôi đọc anh chị em nghe câu này. Chương 17 câu 28. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Tôi muốn nhấn mạnh cái từ là vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Nghĩa là tại trong Ngài, trong Chúa chúng ta được sống. Tại trong Chúa chúng ta có thể đủ sức chuyển động được. Tại trong Chúa chúng ta có thể có như mình phải có. Cái bản thể của mình được hình thành. Cái bản chất thiên thượng của mình được hình thành ở trong Ngài. Cái bản chất thiên thượng thiên liêng của mình được bộc lộ, được biểu hiện chỉ ở trong Ngài. Còn ngoài Chúa ra, chúng ta chỉ là loài xác thịt thôi, như bao những con vật khác thôi. Nhưng anh em à, khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được sống, được động và được thể hiện cái bản thể của mình, cái bản thể thiêng liêng của mình. Sự sống ở trong Ngài là sự sống rất đặc biệt. Nó khác với toàn bộ những sự sống khác mà anh em nhìn thấy trên thế gian này. Sự sống của Chúa Giê-xu, người ta nói là trong Ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho con người. Ánh sáng. Sự sống chính là ánh sáng. Khi anh em được tái sanh, anh em nhận sự sống của Chúa, và trong anh em có ánh sáng đó. Ánh sáng đó nó chiếu ra và nó làm biến đổi mọi sự xung quanh. Nó làm cho mọi sự xung quanh được thay đổi và được sống động. Anh em đi đến đâu, nơi đó được sống động. Anh em bước vào chỗ nào, anh em khai phóng sự sống ra chỗ đó. Anh em ghé vào nhà nào, nhà đó được phước, bởi vì nhà đó bắt đầu hưởng lấy ánh sáng của sự sống. Đó là lý do Chúa Giê-xu nói khi các ngươi đi vào nhà nào, hãy nói bình an cho nhà đó. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi ở lại cho. Nghĩa là môn đồ của Chúa có một cái sự khai phóng sự sống khi họ đi khắp mọi nơi. Đó là ánh sáng. Tôi muốn anh em cũng lãnh hội điều này, để mình được luôn bước đi ở dưới bóng cánh của Chúa. Anh em nhớ câu chuyện ở trong Lê vi ký chương 8 câu 3 đến câu 4 đó, không à? Dân Israel 40 năm đi trong sa mạc. Anh em tưởng tượng 40 năm 40 năm đi trong sa mạc, mà Kinh Thánh chép là sao ạ? Kinh Thánh chép là chân họ không phù, mà áo của họ cũng không cũ mòn. 40 năm. Anh em có bao giờ mặc cái áo 40 năm không? Không bao giờ có. Áo mặc vài năm là mục, đúng không? Mục thôi. Chưa kể là họ đi trong sa mạc, mà dép họ không hư, áo quần họ không mòn. Tại sao? Tại sao? Có bao giờ chúng ta nghĩ tại sao không? Anh em à, câu trả lời rất đơn giản. Vì ban ngày họ ở trong trụ mây, ban đêm họ ở trong trụ lửa. Có nghĩa là vinh quang và sự sống của Chúa bao trùm họ. Họ ở trong đó và không cần gì điều gì khác nữa, không ạ? Thức ăn thì họ có mana từ trời đổ xuống và họ ăn. 40 năm họ ăn như vậy, họ mặc áo quần như vậy, không cũ không mòn. Cho nên khi anh em ở trong vinh quang, ở trong sự sáng của Chúa, thì anh em mình có một vũ khí bảo vệ cực kỳ hiệu quả, khiến cho những sự mục nát, những sự thối rữa, những sự chết chóc, những sự bệnh tật, những sự gì sụp đổ suy sụp không bao giờ chạm đến cuộc sống của anh chị em được. Không bao giờ. Không bao giờ được. Nó đụng đến là nó rơi xuống. Nó không đụng đến. Tại sao quần áo nó mục đi? Đó là sự phân hủy. Sự phân hủy theo thời gian thôi. Nắng nóng ẩm mốc, tất cả mọi thứ nó làm phân hủy. Nhưng khi có vinh quang của Ngài bao bọc, thì sự phân hủy không đi vào đã được. Thân thể anh em cũng vậy, gia đình anh em cũng vậy, doanh nghiệp anh em cũng vậy, tất cả mọi thứ anh em cũng vậy. Nếu anh em hiểu được điều này, mỗi ngày anh em công bố, anh em khai phóng cái vinh quang bảo vệ của Chúa trên doanh nghiệp mình, trên gia đình mình, trên con cái mình, trên sản nghiệp của mình, trên đời sống mình, trên thân thể mình. Anh em ơi, sự phân hủy nó sẽ không đụng đến. Một nát nó không đến. Tất cả mọi sự nó phải tránh rời đi. Lạ lắm. Ở đây có một câu chuyện nữa là ông Môi-se, ông không ăn không uống 80 ngày ở trên núi. Người bình thường thì chắc là chết rồi. Chắc chắn là chết. Bởi vì người ta tính rằng con người ta có thể nhịn đói được dài hơn, nhưng mà nhịn khát trên 3 ngày thôi. Nếu không phải là điều siêu nhiên đó, thì tất cả cái hệ thống trong cơ thể bị rối loạn. Nhưng mà Môi-se không ăn không uống 80 ngày. Câu hỏi đặt ra là ông sống bằng cái gì? Dĩ nhiên rồi, bây giờ thì mình hiểu là vinh quang của Chúa. Cho nên vinh quang của Chúa đã đưa vào trong thân thể phàm trần của Môi-se thức ăn, đưa vào thức ăn. Cho nên anh em nhớ lại câu Kinh Thánh trong Giăng chương 4 câu 32. Anh em nhớ câu Kinh Thánh đâu? Giăng chương 4 câu 32. Khi mà Chúa Giê-xu đang bận rộn nói chuyện với thiếu phụ Samari, các môn đồ đi vào làng mua thức ăn về, thì thấy Chúa đang ngồi nói chuyện, trông có vẻ không đói khát gì cả, rất tỉnh táo luôn. Môn đồ thì đói bụng phải đi tìm thức ăn, thì về họ mới ngạc nhiên hỏi: Ôi Chúa ơi, chắc cái ai cho Ngài thức ăn hay sao mà sao giờ thấy Ngài tươi tỉnh thế? Thì Ngài nói là gì sao anh Giang? Ta có một thứ thức ăn mà các ngươi không biết. Ta có một thứ thức ăn mà các ngươi không biết. Cho nên Chúa có một nguồn năng lượng đến từ vinh quang của Cha, bảo vệ Ngài nè, chu cấp cho Ngài nè, giữ Ngài khỏe mạnh nè, giữ Ngài sung sức luôn trong 3 năm rưỡi nè, giữ Ngài an toàn nè, trong mọi sự. Cho nên mình nhìn vào Chúa Giê-xu, mình sẽ thấy những điều lạ lùng, những điều rất là tuyệt vời mà đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa, mà chúng ta cần phải để tâm đến. Tôi lấy một ví dụ nữa ở trong Luca chương 4 câu 28 đến câu 30 nha, để chúng ta nắm được cái điều này. Trong Luca chương 4 câu 28 đến câu 30. Yeah. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống, xong Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Anh em có ngạc nhiên câu Kinh Thánh nào? Tôi đọc đến câu này tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói: Chúa ơi, đây là thế nào? Chuyện gì ở đây? Trong khi bây giờ Ngài đang ngồi trong nhà hội, ví dụ như nhà này đi, Chúa giảng hồi mấy ông Pha-ri-si dưới tức lộn ruột lên, con như là giết, phải giết, tức quá chịu không được, bắt đầu bắt Chúa. 3 ông nắm tay phải, 10 ông nắm tay trái, 4 ông khiêng cái chân, 5 ông khiêng chân kia, khiêng Chúa lên núi. Khiêng chứ làm sao không khiêng được, phải khiêng. Chúa cứ để cho khiêng thoải mái, rồi lên đỉnh núi ném xuống. Thấy ác không anh chị em? Cực kỳ ác luôn. Nhưng mà rồi lên đỉnh núi chuyện gì xảy ra anh chị em? Xong Ngài qua giữa bọn họ đi mất. Nghĩa là họ khiêng đã lên tới đỉnh núi, thấy đâu mất tiêu. Thấy mất tiêu, chẳng thấy Chúa đâu nữa cả. Họ đang nắm lên khiêng đã rồi, được rồi, giờ đặt xuống đây đi, chuẩn bị chúng ta xô xuống nè. Nhìn lại mất tiêu. Thì mất. Vinh quang của Cha đã che khuất họ, không nhìn thấy Chúa. Cho nên Chúa Giê-xu đã rất nhiều lần Ngài được bảo vệ một cách siêu nhiên, Ngài được chu cấp một cách siêu nhiên, Ngài được làm nhiều điều một cách rất là siêu nhiên, mà khi mình đọc Tân Ước mình sẽ nhìn thấy đó là con người bước đi trong vinh quang của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Và tôi nói nè, Chúa nói nè, điều gì ta làm được và ta ở thế gian này thế nào thì các con cũng như thế. Chúa Giê-xu nói thế. Giăng chương 14 câu 12 chép là: Quả thật ta nói cùng các ngươi, những ai tin ta sẽ làm được việc ta làm, mà còn làm lớn hơn nữa. Đó là sự thật. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều những câu chuyện ly kỳ để kể lại qua các đầy tớ Chúa về những phép lạ khi họ bước đi trong vinh quang của Ngài, anh chị em ạ. Cho nên ở đây tôi muốn nói những lời này để khích lệ anh chị em, kích hoạt cái năng lực có bên trong mình, kích hoạt cái nguồn ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời đã đặt bên trong mình. Đừng sống một đời sống cơ đốc tầm thường, hãy sống một đời sống cơ đốc phi thường. Phi thường bởi vì không phải mình tài giỏi, mà phi thường bởi vì mình đủ đức tin được khai phóng những gì Chúa đã đặt bên trong mình. Anh chị em ạ, tôi muốn cái điều này, anh chị em lánh hỏi điều này, đã bắt đầu mạnh dạn khai phóng nó và nhìn thấy phép lạ xảy ra qua cái đời sống của mình. Ví dụ như trong Công vụ chương 2, khi Đức Thánh Linh đổ xuống, mọi người nói thứ tiếng khác nhau, nhiều phép lạ dấu kỳ xảy ra. Anh em thấy hả? Thì sang Công vụ chương 3, trong câu 8, một người què từ lúc mới sinh ra đứng dậy đi. Đó là một điều rất là lạ lùng. Rồi sang Công vụ chương 4, khi mà họ bị bắt bớ cấm không cho giảng lời của Chúa nữa, thì họ về họ nhóm lại họ cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong thì sao anh em? Như cái nền nhà này nè, khi cầu nguyện xong là nó nghiêng bên này, nghiêng bên này, nghiêng. Anh em bao giờ thấy hiện tượng đó chưa? Rung lắc, tất cả mái nhà rung lắc. Đó là siêu nhiên. Và khi họ cầu nguyện rung lắc mái nhà xong, nền nhà xong, thì sang Công vụ chương 5, Kinh Thánh chép rằng bóng của Phi-rơ đi tới đâu, người bệnh được chữa lành tới đó. Đó là vinh quang, vinh hiển ngập xuống thì phép lạ xảy ra. Vinh hiển đổ đầy trên anh em thì phép lạ xảy ra. Cho nên bây giờ anh chị em à, đến cuối cùng mình làm gì đây? Tôi muốn khích lệ anh chị em, hãy bắt đầu tập khai phóng vinh quang đó. Tôi muốn nói một lần nữa rằng trong anh em có vinh quang đó, trong anh em có mặt trời công bình đó, trong anh em có màn khói lửa bao bọc đó, trong anh em có cái đám mây vinh hiển đó. Nhiều lần có thể Chúa sẽ mở mắt thuộc linh anh em sẽ thấy, nhưng mà không phải Chúa lúc nào cũng mở mắt thuộc linh để thấy. Nhưng anh em hãy tin là nó có. Khi mình nhóm lại đó, mà lúc phép lạ xảy ra đó, lúc phép lạ dấu kỳ xảy ra đó, là lúc cái nhà này đầy mây đầy khói, đầy mây khói luôn, đầy mây khói luôn. Đó là trong thuộc linh. Nhưng mắt mình phải mở ra mới thấy, còn mắt phàm trần không nhìn thấy. Đầy mây luôn. Đó là sự thật. Cho nên hễ ở đâu Đức Chúa Trời làm phép lạ là ở đó vinh quang của đầy tớ Chúa và trong con cái Chúa được khai phóng ra và đầy dẫy hết, tất cả đầy dẫy. Vinh quang đầy dẫy đền thờ và phép lạ xảy ra, chữa lành xảy ra, sự bảo vệ xảy ra, sự ban phước xảy ra, sự phục hồi xảy ra, làm cho anh em cảm thấy đời sống mình đầy sự phấn khích. Đó là sự thật. Cho nên cuối bài giảng tôi muốn nói điều vậy. Anh em mình hãy tập khai phóng vinh quang. Tập bằng cách gì? Anh em đọc trong Mark chương 9 câu 1 nha. Mark chương 9 câu 1 câu 2. Dạ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Chúa nói với đám đông rằng là những người đứng đây này sẽ thấy quyền phép của nước trời hiện ra, thấy bằng mắt luôn. Rồi câu 2 nói sao? Khỏi 6 ngày, tức là tính từ ngày hôm đó thì đến ngày thứ 7. Khỏi 6 ngày là ngày thứ 7. Đức Chúa Giê-xu đem 3 người là Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ tể lên với Ngài trên núi cao. Ngài lên núi và Ngài hóa hình trước mặt 3 người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu trắng được như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng với Đức Chúa Giê-xu. Anh em thấy không? Chúa Giê-xu đi lại trên đất, như người ta nhìn Ngài như một người bình thường, giống như chúng ta đây. Người thế gian nhìn chúng ta cũng bình thường như bao người, nhưng họ không biết rằng trong chúng ta có một quyền năng. Họ ngày xưa cũng không biết rằng trong Chúa Giê-xu có một quyền năng, và Ngài muốn biểu diễn cái đó cho các môn đồ của Ngài thấy. Và Ngài đem 3 môn đồ lên núi, và trong lúc Ngài cầu nguyện thì bắt đầu sáng chép, vinh quang của bên trong Ngài bắt đầu phát lộ ra càng ngày với một cường độ càng mạnh, đến mức độ áo Ngài sáng rực lên, mặt Ngài sáng rực lên, tất cả đều sáng rực lên. Và cái khoảng cách giữa cõi thật với cõi linh bị so tan đi. Khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới linh không còn giới hạn nữa. Và Ngài thấy và trò chuyện với Ê-li và Môi-se. Khi anh em cầu nguyện, anh em cầu nguyện thật là nhiều, tha thiết và bước vào trong linh, anh em sẽ quên thế giới thực này. Anh em không còn biết thế giới thật này. Anh em sẽ bắt đầu chuyển động trong thế giới linh. Mắt anh em sẽ mở ra. Mình sẽ được nhìn thấy những điều mà Chúa cho mình nhìn thấy. Đó là cách chúng ta khai phóng vinh quang. Chúng ta hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con biết bên trong con có ánh sáng, bên trong con có năng lực, bên trong con có Thánh Linh của Ngài ngự. Mặt trời công chính của Ngài đang ở trên con. Con là một người khác thường. Con được tái sanh, con là tạo vật mới của Ngài. Con không phải tầm thường nữa. Con người bình thường của con chết rồi. Bây giờ con người phi thường mà Ngài đã tạo dựng. Con muốn kinh nghiệm điều này. Con muốn khai phóng vinh quang này. Để con kinh nghiệm nó trong sự chữa lành, trong sự bảo vệ, trong sự cung ứng, trong cái sự phục hồi mọi sự trên đời sống con. Anh em hãy tập cầu nguyện như vậy. Và anh em sẽ bắt đầu kinh nghiệm những điều rất là diệu kỳ ở đây. Trong đời sống của mình. Kinh nghiệm những điều rất là diệu kỳ. Mà như câu chuyện đã kể lại, phải không chị? Cho nên trong Thi Thiên 84 câu 11 cũng có chép và khích lệ chúng ta. Thi Thiên 84 câu số 11 chép như thế này: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thật. Anh thấy không? Chúng ta là những người ăn ở ngay thật thì Ngài không từ chối bất cứ điều gì. Và Ngài hứa rằng Ngài là mặt trời và cái khiên, là sẽ ban ân điển và vinh quang, vinh hiển, hào quang, ánh sáng cho chúng ta. Là những người ăn ở ngay thật, là những người được rửa sạch tội bởi huyết Chúa Giê-xu. Nay mới dựa vào lời hứa này và cầu nguyện và tập khai phóng vinh quang, bước đi trong cái vinh hiển của Ngài mọi ngày. Anh em sẽ kinh nghiệm thấy nó. Rồi một ngày nào anh em sẽ bắt đầu thấy xung quanh con người mình bắt đầu có năng lực. Nhiều lần tôi kinh nghiệm điều này, tôi thấy rất là, dù tôi bước đến gần một người nào thì sao tôi thấy người đó bắt đầu khóc. Anh em biết tại sao khóc? Tôi cũng biết tại sao. Tự nhiên nó vậy. Có nghĩa là cái vinh quang ở trong mình, cái sự vinh hiển của Chúa trong mình, những cái điều tốt lành của Đức Chúa Trời trong mình nó tỏ ra xung quanh. Anh em đi gần người nào, người đã té ngã xuống. Anh em đến gần người nào, che người đó, người đó được chữa lành, người đó được cảm động bởi Chúa. Cho nên khi anh em đi trong vinh quang và đầy dẫy sự vinh quang đó, anh em rất dễ làm chứng về Chúa cho người khác. Anh em đến gần người đó, ngồi bắt tay nói chuyện, hỏi người đó tin Chúa liền. Tại sao? Tại người đó đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi người nào ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì mọi xiềng xích tối tăm tan biến hết. Còn nếu như mình không có vinh quang của Chúa, mình ngồi mình thuyết phục một người tin Chúa, tôi nói thiệt với anh chị em, gãy lưỡi luôn, chưa có kết quả. Cãi nhau thôi rồi luôn. Cãi nhau từ sáng đến chiều, từ sáng thế đến khải huyền mà bất phân thắng bại, phải không ạ? Còn nếu có vinh quang của Ngài, thậm chí anh em không cần cãi nhau. Anh em thôi, bây giờ để tôi cầu nguyện cho anh. Vừa bước tới, giơ tay lên cái là người kia khóc như một đứa trẻ. Cho tôi tin Chúa, sao Chúa tuyệt vời. Đó là điều lạ mà anh em phải kinh nghiệm được. Đó là điều lạ luôn. Đó là siêu nhiên. Đó là điều mà không giải thích được bằng lý trí con người. Đó là những điều mầu nhiệm, vượt quá suy tưởng, vượt quá cái sự hiểu biết của con người, mà chỉ có thể nhìn vào lời của Chúa anh em mới có thể lý giải được. Bởi vì xung quanh anh em có hào quang của Chúa. Xung quanh anh em có hào quang của Chúa. Bây giờ nếu Chúa Trời mở mắt anh chị em, tôi sẽ nhìn thấy ở đây là ôi sao một đốm sáng, như đèn pin ngồi khắp nơi. Đó là trong thế giới linh. Anh em đi là trụ sáng đang đi. Anh em đi là vinh quang quyền năng của Chúa đang đi. Đó là sự thật. Tôi muốn thuyết phục anh em tin điều đó. Để rồi về nhà, anh chị em trong lời sống cầu nguyện riêng tư, hãy nhìn vào những lời mà tôi nói ngày hôm nay. Anh em bắt đầu cầu nguyện và nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn khai phóng nó từ bên trong con, tuôn chảy ra. Tôi không giấu nó bên trong nữa. Con muốn khai phóng ra bên ngoài, để Chúa dùng đó ảnh hưởng người khác, giúp đỡ người khác, chạm đến người khác, biến đổi người khác, chữa lành người khác. Cho nên con cái Chúa, Kinh Thánh chép là ông Phaolô nói là Đức Chúa Trời bằng lòng đựng của quý ở trong chiếc bình bằng đất. Nghĩa là anh em là chiếc bình bằng đất, và trong anh em có đồ quý giá mà đôi khi mình không biết, và con cái Chúa không biết, và cứ sống một đời sống tầm thường. Anh em là đại bàng mà sống như gà vậy đó, anh em biết không? Đại bàng là nó bay trên cao, đúng không? Nó nhìn xuống nó xem thử có con gì, nó lao xuống nó mổ nó ăn. Còn gà thì sao? Tóc bơi ra. Chúng ta không phải là gà, anh em là đại bàng, amen. Chúng ta là đại bàng. Cho nên đôi khi nếu mà mình không nhận thức được mình thì uổng lắm, cực kỳ uổng luôn. Tôi muốn dùng những lời này để khích lệ. Trong anh em có điều đó, và anh em phải sống một đời sống đúng như những gì Chúa nói về anh em. Chúa nói về anh em, anh em sẽ kinh nghiệm được những điều siêu nhiên xảy ra trên đời sống anh em. Và trong thời kỳ sâu rót này, Chúa đang bắt đầu làm cái điều này. Tôi có đọc một lời tiên tri của một đầy tớ Chúa rất uy tín, nói về thời kỳ sau cùng là thời kỳ cái thế hệ của chúng ta. Chúa nói rằng Chúa ao ước mỗi con cái của Ngài sống vượt ra khỏi cái ranh giới, cái giới hạn của những tư tưởng tôn giáo tầm thường, để bước vào mỗi thông công sâu nhiệm mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Ta khao khát được trò chuyện với con cái của ta mỗi ngày, và chuyển giao cho họ những điều quý giá mà ta đã định cho họ trong cõi đời đời. Ta ước ao điều đó, ta mong chờ điều đó. Ta đã dấy lên một thế hệ, và đây là thế hệ mà ta đã dấy lên. Đấy là lời tiên tri nói về thế hệ chúng ta. Ta đã dấy lên, ta đã thỏa lòng, ta đã mãn nguyện, bởi vì ước mơ của ta đã hoàn thành. Rồi đây các con sẽ chứng kiến một thế hệ mới được dấy lên, một thế hệ đầy dẫy vinh quang của ta, một thế hệ bước vào thế giới thần linh sâu nhiệm, kinh nghiệm những điều siêu nhiên mà chưa có một thế hệ nào kinh nghiệm được. Đó là lời tiên tri đã được một đầy tớ rất uy tín nói rằng trong thời kỳ này, và anh em là thời kỳ này. Anh em chúng ta đang sống trong thời kỳ này. Đức Chúa Trời đang dậy lên, Ngài tuôn đổ thần linh qua chúng ta, và qua những con người tầm thường như chúng ta, Ngài làm những dấu kỳ phép lạ mà chưa bao giờ có trên đất này. Anh em rồi sẽ thấy, rồi sẽ thấy điều này Chúa đang làm. Chúa đang khao khát điều đó anh chị, Chúa đang khao khát điều đó. Cho nên con người đôi khi để cho những lề luật, những tôn giáo, những cái truyền thống nó trói mình, nó trói mình trong những lối mòn, không kinh nghiệm Chúa, không kinh nghiệm Chúa được, nhưng chỉ kinh nghiệm những giáo điều và làm cho chúng ta trở nên yếu ớt. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài, kinh nghiệm quyền năng của Ngài, kinh nghiệm rằng Ngài hành động qua đời sống chúng ta để biến đổi thế giới này. Anh em có amen điều đó không ạ? Đó là sự thật, mình cần phải tin. Cho nên tóm lại, trong cái buổi sáng hôm nay, điều tôi muốn truyền đạt cho anh em là gì? Thứ nhất, mỗi một anh em là con cái của Đức Chúa Trời chân thật. Anh em luôn có một đám mây bao phủ trên anh em, một đám khói lửa bảo vệ anh em, và trong anh em đang tỏ ra một vầng hào quang xung quanh có quyền năng. Đó là sự thật căn cứ theo Ê sai chương 4 câu 5 câu 6. Khi anh em đầy dẫy Thánh Linh, điều thứ hai, khi anh em sống một đời sống tỉnh thức và đầy dẫy Thánh Linh thì anh em được ở dưới bóng cánh này. Đời sống anh em an ninh hoàn toàn, máy bay rơi không giết được anh em, xe tai nạn không giết được anh em, bão lũ không giết được anh em. Tất cả mọi sự trên thiên nhiên này không đụng được đến cuộc sống của anh em. Đó là sự thật. Anh em được an ninh, anh em được an toàn. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là trong vòng hào quang là mặt trời công chính đó, nghĩa là trong anh em có những tia chữa lành. Chữa lành cho chính mình và chữa lành cho người khác, cho con cái, cho gia đình, cho vợ, cho chồng, cho người thân, cho cộng đồng. Trong anh em có điều đó, căn cứ theo Malachi chương 4 câu 2. Cho nên đừng bao giờ anh em nói rằng tôi không có ơn chữa lành, quên câu đó đấy, quên đi. Tất cả chúng ta, có thể chúng ta không phải là những người chữa lành chuyên nghiệp, không phải là những người mà được Chúa dùng một cách đặc biệt hơn, nhưng tất cả anh em đều có quyền năng chữa lành trong danh Chúa Giê-xu. Đó là sự thật. Tôi lấy một ví dụ nha, dễ hiểu thôi. Tất cả anh em mình ngồi đây, ai cũng có thể trộn hồ cầm cái viên gạch rồi xây lên một bức tường. Còn cái chuyện mà nó thẳng hay nó cong là chuyện khác nữa, có đúng không chứ? Ai chẳng xây lên được. Ngày xưa tôi cũng cầm bay tôi xây một bức tường, tôi nó cong hình chữ S đó này, xong sửa lại thôi, nó lấy xi măng đồ trát lên hồi là nó thẳng thôi, có gì đâu. Xây được, ai cũng xây được đó, nhưng không phải ai cũng là thợ xây chuyên nghiệp, có đúng không? Thợ xây chuyên nghiệp là khác nữa. Xây bức tường mà anh tiền được thiên hạ là chuyện khác nữa. Còn xây xong ông bảo thôi ông đi về để cho sớm mà tôi chẳng trả ông, tôi đền ông luôn thì chuyện khác, không à. Cho nên trong phương diện chữa lành cũng vậy, ai trong anh em cũng có tia sáng chữa lành hết á, nhưng để bước vào chức vụ chữa lành lại khác nữa. Mình hiểu như vậy để cho mình lột ra khỏi cái ý tưởng Satan nó lừa mình, mình không có ơn gì cả, không có. Và thấy con mình bệnh, vợ mình bệnh, người thân mình bệnh, mục sư ơi, mục sư ơi, chữa lành giúp đi, trong khi mục sư ngủ mất tiêu. Tại sao mình không đặt tay chữa lành? Tại sao mình không cầu nguyện? Tại sao mình không nói rằng trong danh Giê-xu tôi có tia sáng chữa lành, bệnh hãy lành đi? Malachi chương 4 câu 2. Amen chứ? Cho nên cái điều đó mình phải làm. Mình đừng để bất cứ một sự gì giới hạn mình, và đời sống mình sẽ bắt đầu kinh nghiệm được. Mình bước đi trong sức khỏe siêu nhiên của Ngài. Điều thứ tư anh chị, Điều thứ tư là ở trong Ngài, chính ở trong Ngài có sự sống. Chỉ ở trong Ngài mình mới có sự sống động và thể hiện được cái bản thể thiêng liêng của mình. Chỉ trong Ngài thật. Bước ra ngoài Chúa mình không là đòi xác thịt. Chỉ ở trong Ngài mình có điều đó, và Chúa muốn anh em phát triển điều đó lên, mỗi ngày phát triển lên, khai phóng nó ra, khai phóng cái điều mà Chúa đã đặt trong lòng anh em ra. Và hãy lấy những chương công vụ chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, rồi Mark chương 9 mà mình đã đọc đó để khích lệ mình. Khai phóng ra mỗi ngày, mỗi ngày cầu nguyện với Chúa để Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm được điều này, con muốn khai phóng vinh quang này, con muốn khai phóng sự chữa lành, con muốn khai phóng phước hạnh và sự bảo vệ trên đời sống, trên mọi ngóc ngách trong đời sống của con. Anh em hãy tập điều này đến một ngày, đến một ngày. Dĩ nhiên nó không phải anh em tập hôm nay ngày mai nó có ngay, không phải, nhưng mà nó phải từ từ. Đến một ngày anh chị em bắt đầu kinh nghiệm được xung quanh anh chị em có năng lực. Anh chị em bước tới gần người nào, giảng đạo cho người đó, người đó khóc lên, cảm động lên. Anh chị em bước gần tới người nào, người đó té ngã xuống sàn lên. Ôi tại sao lại như vậy? Đó là năng lực, đó là ánh sáng. Anh em nhớ câu chuyện ở trong vườn Gethsemane không? Khi một toán quân với Judas Iscariot đến bắt Chúa đó, và Chúa ra Chúa hỏi là các ngươi tìm ai? Chúa nói, họ nói là tìm Giê-xu người Nazareth. Chúa nói chính ta đây. Khi Chúa nói vậy thì họ làm sao nhé? Lùi lại và té xuống hết. Đó là Ngài khai phóng vinh quang, Ngài khai phóng quyền năng của Ngài ra, và họ té xuống hết. Cho nên Chúa mới nói đó, nếu ta không phó mạng sống ta cho các ngươi thì không ai động được đến ta. Đừng tưởng là muốn bắt Chúa là dễ, nó bắt lôi núi rồi chẳng thấy đâu rồi, đâu rồi, bắt lôi lên núi hết rồi, sao mà nhìn chẳng thấy đâu. sao không bắt Chúa dễ đâu. Cho nên Chúa nói không ai cướp được hết á. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng bạn sống anh chị em không ai cướp được hết á. Chúa cho anh em sống bao nhiêu ngày trên đất này thì bấy nhiêu ngày anh em sống. Satan không có quyền lấy bớt một giây nào. Amen. Cho nên đừng sợ nữa. Đó là 4 điều tôi muốn khích lại anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin Chúa gieo những điều này vào lòng anh chị em. Xin Chúa cho anh chị em bắt đầu cầu nguyện và thực hành những điều này tại nhà mình, tại điểm nhóm tế bào của mình, tại doanh nghiệp của mình, tại những cái điều mà mình cần. Điều này nó bắt đầu thực hành. Khi anh em đi lên xe buýt hay là đi xe đường dài, anh em hãy đặt tay vào chiếc xe và nói rằng tôi bôi huyết Chúa Giê-xu lên đây, tôi khai phóng quyền năng của Chúa tại nơi đây. Đảm bảo xe không lật luôn. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Nên tôi đã đọc nhiều câu chuyện, tôi dịch nhiều sách cho nên tôi đọc nhiều câu chuyện họ làm chứng rất là hay. Có một đoàn truyền giáo kia đi trên chiếc máy bay, và khi máy bay vừa cất cánh lên trên không trung rồi cái thì nhiệt độ nó có vấn đề. Nó nóng ơi là nóng, nó nóng 5-10 phút nóng không chịu nổi, xong rồi bắt đầu là phi công phải bật máy lạnh hết công suất, lạnh đá đời sống cùng như này, rồi nó nhân được 10 phút rồi lại nóng, trục trặc, nóng rồi lạnh, nóng rồi lạnh. Và cái đoàn truyền giáo đó phải cầu nguyện bây giờ khai phóng sự bảo vệ của Chúa lên máy bay này. Bây giờ máy bay này mà rụng là tất cả rụng hết. Ở dưới đất mà nó ngã thì chắc là chết vài người, nhưng mà máy bay rơi chắc chết sạch. Và đoàn truyền giáo phải cầu nguyện xin sự bảo vệ. Và anh em biết điều gì xảy ra? Máy bay cứ trục trặc mà nó vẫn cứ bay, cho đến khi nó đáp xuống phi trường cần đáp thì nó ngừng tại chỗ, nó không lên được 1 cm nào nữa. Đó là sự thật. Nó vừa đáp xuống một cái là nó tắt toàn bộ luôn. Và người ta kiểm tra là hệ thống điện tử của máy bay đã hoàn toàn bị trục trặc, không thể cất cánh được mà không biết tại sao nó bay được. Cho nên nó có những phép lạ trên đời sống mà chỉ có nhờ quyền năng của Ngài mới có thể giữ gìn, bảo vệ và đưa chúng ta an toàn trong thế giới bất toàn này. Thôi anh chị em amen điều đó mà. Một cách là anh chị em hãy sống đời sống siêu nhiên. Chúa Thầy đứng dậy cầu nguyện nha. Cảm ơn.